Sáng sớm hôm nay trời mát, mình ra sau nhà một chút. Và hôm qua mình có thấy cái này lạ lắm nè, mình chỉ cho coi. Nó lạ với mình. Cái thùng này thường thì mình đổ đồ trong nhà bếp ra đây ha, thì mình đổ vô đây. Hôm qua mình thử coi là cái đồ nhà bếp của mình nó mục chưa đó, thì mình mới bắt gặp cái này. Giờ mình bỏ lại chỗ cũ, nhưng mà có lẽ là hôm nay chắc tới lúc là mình phải trồng xuống đất á, nếu không thì chắc nó sẽ bị chết. Là cái này nè, rất là lạ nè. Có ai biết cái này là gì không? Hột bắp á. Biết cái hột bắp này từ đâu mà nó biết nó áo nó mọc mầm vậy không? Cái này ha là một cái trái bắp mình người nhà mình mua trong siêu thị đó, thì khi về mà mình luộc á, là mình thường thường mình lấy cái dao mình chặt một khúc đầu ra đó, có nhiêu đây thôi mà đâu có nhiều, chặt một khúc đầu chặt một khúc đuôi ra đặng mình đem đi nấu á. Thì sau khi mình ủ á, cho đất phân mà mình không có biết cái vụ này đâu, ủ đại thôi, ủ mà không biết là trong đây mình đã bỏ cái trái bắp nữa đó. Cái khi cái mình hôm qua mình coi thử coi là cái đồ của nhà bếp á, nó có mục ra chưa để mình bón cho cây, thì mình thấy cái đầu của cây trái bắp á, nó mọc à, nó mọc à, coi như là cũng nhiều ha. Yeah, tới giờ hả? Okay, we go. Look at this. What is that? Unicorn. Corn. Mommy, boy for. It's going roots. Yeah, they're going fruit. Am I? Okay. Vậy là mình biết rồi ha. Cái trái bắp này thật sự nó cũng dễ mọc ha. Okay. Cái thùng này á, lúc trước lâu lắm rồi mình ủ đồ đồ ăn ở trong nhà bếp á, rồi mình lấy cái nắp rất là kín để mình đậy lại, nắp kín đó. Cái này là cái thùng nước đá đó, cho nên rất là kín hơi. Cái xong cái mình để đây một thời gian, bây giờ mình dẫn ra thì nó đã thành phân rồi ha, nó tới hết trơn rồi nè. Tại vì lúc mà mình ủ á, thì mình cũng phải bỏ đất ở sau giường của mình nữa, cho nên là giờ bữa nay nó thành phân nè. Mà hôm nay mình muốn xài tới nó để làm cái gì biết không? Để mình trồng ôm mấy cái hộp bắp á. Tiếp theo cái video bữa trước á, là cái này là cái đầu của trái bắp. Mà cái đầu này á, là cái trái bắp còn sống nha chứ đừng, không phải là trái bắp luộc. Thì lúc mà mình mua về mình ăn á, thường thường mình hay dạt cái đầu ra bỏ đó. Thì giờ coi nè, nó nằm ở trong cái thùng ủ phân của mình á, thì nó mọc ra hết rồi nè. Đó, thành ra hôm nay mình chỉ trồng thử thôi ha. Bởi vì khi mình thấy nó nằm ở đó rồi á, thì thôi mình trồng luôn. Chứ nếu mà mình không hay á, thì có lẽ nó sẽ mọc thành cây luôn á. Bây giờ mình bữa nay mình cho nó vô trong mấy cái hộp ha. Thẳng cái này đất phân quá trời, cho nó vô trong mấy. Tùm lum ở trong này hết trơn á. Hào á là những cái hộp trứng nè, lá cây nè, rồi trùng nè. Ôi dù nó đeo theo. Mình cũng không có muốn lấy thiệt á. Đụng trùng chết tùm lum á. Muốn lấy đất á, đất phân á. Ê mình trồng ha, mình trồng cây con của mình ha, rồi mình tiếp tục theo dõi ha. Ôi trời ơi, ghê thiệt luôn. Kìa. Lá cây với đồ ăn trong nhà bếp á, trùng nó khoái. Cái bên cũng có cái chậu nữa nè, chậu đất nữa nè, chậu cây nữa nè, chậu kiển nữa nè. Rải vô thêm luôn. Ok. Rồi bây giờ mình cho 4 cái hạt giống vô đây trước đi.
cái này nó dính ở trong cái trái bắp á, nó còn dính một cục vậy đó. Ây da, mạnh hộp nào nấy mọc à. Thôi vậy sao, dính một cục vậy cho mình cho một chậu đi ha. Cái nè, tách ra hả? Ok, tách ra. Ok, tách ra. Thấy không? Thấy. Mình không có muốn trồng, nhưng mà hãy mà trong vườn á mà nó có cái mầm gì á thì mình bỏ xuống đất luôn à. Rồi có khi thì được, có khi thì không. À, cây mít bữa nay á cũng tốt lắm nha. Cây mít bữa nay có mở ra coi rồi, tốt á. À, thiệt là không ngờ luôn. À, cái bắp mà có thể mọc từ cái trái bắp mình mua siêu thị ha. Thôi cái này khó lấy quá, nó dính ở trong cái cùi á. Nó dính trong cái cùi bắp á. Yeah. Sao? Vậy bỏ vô. Khó thiệt à. Bởi mới nói mình đâu phải chuyên nghiệp gì đâu, làm chơi cho vui mà. Hả? Ôi cái này thì thử rồi. Hôm nay là sáng thứ bảy. Nè, cái này lên nè, này lên mầm nè. Cái này thì không thấy, nhưng mà cái này có nè. Cái này nó nằm trong cái lên mầm nè. Chứ mình không có cố tình mình ủ gì đâu ha. Mình có không có tính trồng bắp đâu. Bởi vì tùm lum quá đâu có chăm sóc kịp. Nhà có nhiều cây quá rồi á, không có chăm sóc kịp đâu. Nhưng mà thôi, nó tình cờ nó mọc thì mình trồng nó xuống luôn. À, cái nè. Thì thôi về sau này á, nếu mà bà con mình ở bên này nè muốn trồng bắp á, muốn thử á, thì cái việc vô trong siêu thị mua bắp á về rồi cái mình lấy cái trái bắp đó ra mình ủ ha. Vậy đi ha. Ok, mình có một cây rồi. Ok, chung vô luôn bên này nè. Rồi như vậy là khỏe rè. Lấy thêm chút xíu phân nữa. Ừ, về quá. Rồi cái mình đi tưới. Tưới nước. Yeah. Tưới nước rồi theo dõi ha. Chừng vài bữa nữa nếu mình thấy nó mọc được á thì mình quay video để lên. Còn nếu mà nó chết luôn á thì mình rảnh rỗi thì mình cũng nhắc về sơ về nó. À ha, sẵn đây cũng nói về luôn cái vụ mà cái nước xúc thúc tẩy của họ mình chà chỗ mà toilet nhà mình bị hư đó, cái mình nói để mình nói cho biết là cái thuốc đó được hay không á. Thì cái thuốc đó rất là tốt ha. Nhà mình bây giờ cái sàn chỗ toilet rất là tốt luôn. Mà tại vì mình không có được lên để mình viết chữ thôi. Ok rồi, vậy thôi ha. Bye, mình đi tưới rồi mình sẽ coi coi cái mấy cây bắp này nó mọc làm sao ha. Nhưng mà mình thấy bắp ở bên Việt của mình á, bắp Việt Nam á thì nó dẻo ngon hơn nhiều. Còn bắp này là bắp của người Tây ăn á, nó không có dẻo. Cho nên mình không có mấy gì thích nó. Chỉ trồng chơi cho vui à. Ok, bye. Mầm nè, cây mầm nè. Ok, bye bye.